Trong dự án đầu tư xây dựng quảng trường Phan Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau, biểu tượng con tôm trị giá 21,8 tỷ đồng là công trình nổi bật đáng chú ý của dự án. Dự án đầu tư xây dựng quảng trường Phan Ngọc Hiển có tổng mức đầu tư hơn 236 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2025. Trong nhiều hạng mục công trình, biểu tượng con tôm là công trình trọng điểm, nổi bật đáng chú ý, hạng mục công trình được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép theo công nghệ in 3D. Bên ngoài ốp gốm đá có trang bị đèn chiếu sáng nghệ thuật với kinh phí xây dựng khai toán khoảng 21,8 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nghề nuôi tôm rất phát triển. Hàng hóa chế biến từ tôm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Do đó, việc xây dựng hình ảnh con tôm để quảng bá hình ảnh ngành tôm là thế mạnh của tỉnh, làm điểm nhấn để khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh tôm Cà Mau, cũng như thúc đẩy phát triển du lịch. Tất cả các hạng mục công trình của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm 2025. Ngày 1 tháng 11, thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Phú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 5 năm 2024 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa nắm được thông tin trên địa bàn thị xã xuất hiện tình trạng kêu gọi người dân góp vốn đầu tư cùng hợp tác làm ăn. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Công an thị xã Thái Hòa đã tập trung rà soát, điều tra xác minh, thu thập các tài liệu có được. Cơ quan Công an xác định Nguyễn Trọng Phú, sinh năm 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, có hoạt động phức tạp, có biểu hiện bất minh. Sau thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 19 tháng 9 năm 2024, Công an thị xã phá chuyên án bắt khởi tố tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Phú về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Bông Sen Vàng đóng trên địa bàn thị xã Thái Hòa do Phú làm giám đốc. Công ty chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy. Tháng 6 năm 2023, Phú làm hợp đồng thế chấp một chiếc xe ô tô đăng ký tên Phú cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong quá trình làm hợp đồng thế chấp, bên công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, chỉ giao cho Phú giấy biên nhận thế chấp. Tuy nhiên, vì không có bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, nên vào tháng 2 năm 2024, Phú đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, liên hệ với một người không rõ lai lịch, đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với số tiền 400.000 đồng, nhằm mục đích để sử dụng khi cần thiết. Đầu tháng 5 năm 2024, công ty làm ăn thua lỗ, cần tiền để giải quyết công việc và tiêu xài cá nhân. Phú đã thế chấp xe ô tô cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị NTT, sinh năm 1999, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Tại thời điểm Phú thế chấp xe ô tô cho chị NTT, chiếc xe của Phú đã thế chấp cho người khác. Số tiền mà Nguyễn Trọng Phú chiếm đoạt của chị T khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra Phú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn, số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng của hơn 20 bị hại trong tỉnh. Được giao trách nhiệm quản lý kho, nhưng Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1986 Hà Nội, đã nảy sinh ý định thụt két 246 lượng vàng, rồi sau đó Linh lại tự đi đầu thú với cơ quan công an. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1986, thành phố Hà Nội, nguyên là trưởng nhóm ngân quỹ, kho quỹ tập trung, hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, về tội danh tham ô tài sản. Theo cáo trạng, do cần tiền để chơi chứng khoán và chi tiêu cá nhân, nên Nguyễn Văn Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC cất trong kho tiền của ngân hàng Tiên Phong mà Linh có trách nhiệm quản lý. Sau khi chiếm đoạt số vàng này, đến thời điểm biết không còn khả năng đền bù số vàng, nên Linh đã tự giác đến Công an thành phố Hà Nội để tự thú và khai nhận hành vi phạm tội vào ngày 19 tháng 9 năm 2023. Cáo trạng xác định ngày 3 tháng 9 năm 2013, Nguyễn Văn Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ thủ quỹ phòng dịch vụ khách hàng. Từ 1 tháng 6 năm 2020, Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng kho quỹ tập trung của Ngân hàng Tiên Phong.
Quá trình làm thủ quỹ kho, Linh nhận thấy vàng cầm cố trong kho ít biến động. Việc kiểm đếm vàng diễn ra 2 lần trong 1 năm và được thông báo trước. Thời điểm này, Linh đang cầm tiền chơi chứng khoán và đầu tư tiền điện tử nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ngày 5 tháng 6 năm 2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của ban quản lý kho, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi ni lông đen và để vào một thùng tôn. Sáng hôm sau, Linh mang thùng tôn ra kho đệm. Sau đó, đối tượng lợi dụng lúc sơ hở để mang số vàng này ra bán ở một ngân hàng bên ngoài, được 8,8 tỷ đồng. Sau khi thụt két thành công, Linh dùng thủ đoạn lấy vàng ở kho này chuyển vào chỗ thiếu hụt ở kho kia để qua mắt mỗi khi bị kiểm tra. Đến khi biết không thể giấu được nữa, Linh tự giác đến công an thành phố Hà Nội tự thú, khai nhận hành vi phạm tội vào ngày 19 tháng 9 năm 2023. Sau đó, Linh đã bị khởi tố bị can về tội tham mô tài sản. Sau khi thay mẹ ruột Nguyễn Thị Như Loan giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường, thường được gọi là Cường Đô La, đã cho công ty mượn 30 tỷ đồng trong quý 3 năm 2024. Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với kết quả khá bất ngờ. Cả doanh thu và lợi nhuận trong quý 3 năm 2024 đều cao gấp vài lần cùng kỳ. Doanh thu thuần quý 3 của Quốc Cường Gia Lai đạt 178 tỷ đồng, gấp hơn 2,6 lần so với quý 3 năm ngoái. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai cũng ghi nhận nguồn thu nhập khác gần 16 tỷ đồng từ tiền bồi thường hợp đồng. Thêm nữa, hầu hết các loại chi phí được doanh nghiệp tiết giảm. Kết quả lãi sau thuế của Quốc Cường Gia Lai quý này đạt gần 25,4 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần cùng kỳ. Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai cho biết, kết quả kinh doanh quý 3 năm nay tăng do công ty bàn giao căn hộ cho khách hàng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Quốc Cường Gia Lai khai báo doanh thu thuần đạt 243 tỷ đồng, giảm 12% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Nhưng lãi sau thuế đạt hơn 8,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ còn lỗ 3,4 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 9 năm 2024, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận tổng tài sản 9.337 tỷ đồng, phần lớn nằm ở mục hàng tồn kho với hơn 6.900 tỷ đồng. Trong bảng cân đối, nợ phải trả của Quốc Cường Gia Lai giảm từ hơn 5.225 tỷ đồng đầu năm, còn 4.822 tỷ đồng sau 9 tháng. Đáng chú ý, trong các khoản phải trả được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính, Quốc Cường Gia Lai xuất hiện thêm khoản vay 30 tỷ đồng của ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng Giám đốc Công ty. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng chiều tối và đêm 1 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.